rãnh để cho cái nắp cuộn này nó trượt vô. Đây mọi người trông. Cái bừng đằng sau này mọi người thấy này. Đó. Chúng ta không mở được cái bừng đằng sau nữa. Xin chào mọi người, đây là Linea Auto. Trước mặt tôi đây là một chiếc xe Toyota Hilux đời 2021 vừa mới xuất xưởng tại hãng. Và chúng tôi vừa hoàn thành xong một chiếc tháp thùng cuộn Sport X4. Thì chúng ta cùng xem qua chi tiết của cái mẫu nắp thùng này nhé mọi người. Đó. Rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Đây là mẫu nắp thùng cuộn cơ, vậy sẽ đi các cái góc để cho mọi người nhìn rõ ra cái form của cái nắp thùng xe nắp thùng cuộn cơ Sport X4 cho xe Toyota Hilux. Khi mà ráp lên thì trông nó sẽ như thế nào. Và đây là cái góc chéo này. Mẫu nắp thùng cuộn này nó sẽ làm hoàn toàn bằng nhôm được sơn tĩnh điện màu đen. Ráp thì rất là nhanh chóng, trong khoảng 1 tiếng tới 1 tiếng 15 phút thì cái nắp thùng này nó sẽ được hoàn thành. Đây. Ok, sau khi mà theo dõi qua như vậy thì lại sẽ đi vào chi tiết hơn. Đó, nó sẽ gồm hai cái thanh gai như thế này nha mọi người. Đây là cái nắp đậy, đây là cái nắp đậy cuộn. Bên trong nó sẽ là cái thùng chứa cái cuộn. Đây là cái thanh gai để giữ cho cái nắp thùng này nó ở trên cái thành của cái thùng xe. Đó. Và nó sẽ tạo cái rãnh để cho cái nắp cuộn này nó trượt vô. Đây mọi người trông. Ok, cái nắp cuộn này thì nó sẽ kéo cuộn bằng cái lò xo, cái trục lò xo nó ở giữa trong cái cuộn nhà. Đó, trong cái thùng cuộn như vậy. Cái nắp thùng này á, nó được ngàm vô trong thùng xe, 7-4 cái ngàm như thế này. Yeah. Ok, nó sẽ rất là chắc chắn ngoài cái việc mà nó đặt trực tiếp lên trên cái thùng xe như thế này rồi. Đó, mọi người có thể thấy. Nó đặt trực tiếp lên trên cái thành thùng xe như thế này. Ok. Và đặc biệt là cái mẫu nắp thùng này chúng ta ráp lên là không có cần phải hoán cải nha mọi người. Không có cần phải cải tạo, hoán cải gì hết. Chúng ta ráp lên là chúng ta đi như là một cái xe mà chưa có nắp thùng. Đó, về cái mặt thủ tục pháp lý. Về cái mặt mà chống nước ấy, thì cái mẫu nắp thùng này nó chống nước khá là tốt. Tuy nhiên nó sẽ không chống nước 100% nha mọi người. Nên mọi người lưu ý những cái hàng hóa chúng ta có thể để trên đây. Ok. Thì ở phía đằng sau này nó sẽ có một cái ngàm. Đó. Một cái ngàm ngậm này. Đó, nó sẽ ngậm vô cái ngàm ở đây. Đó, nó sẽ khóa cái bựng sau của chúng ta luôn. Và đợi sẽ đi chi tiết về cái này. Đây. Chúng ta kéo vào. Rồi chúng ta giữ nó lại. Ok. Rồi sau khi mà chúng ta kéo vô như thế này thì nó sẽ ăn cả cái bừng đằng sau này mọi người thấy này. Đó. Chúng ta không mở được cái bừng đằng sau nữa vì cái khóa này cái ngàm ở đây nó đã ăn vô cái ngàm ở cái bừng của cái nắp thùng như vậy. Đó. Khi chúng ta khóa lại thì chúng ta không nhấc được cái này lên nữa. Thì cái thân nắp thùng của chúng ta nó sẽ cái hàng hóa bên trong cái nắp thùng nó khá là an toàn. Đó, khi chúng ta muốn mở này, chúng ta mở lên. Thả nó vô trong. Đó. Mọi thứ rất là đơn giản. Đó. Vậy chúng ta coi thêm một lần nữa cái nắp thùng cuộn cơ cho xe Toyota Hilux 2021. Đấy, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của DNL Việt Nam. Đấy, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của DNL Auto. Và hãy subscribe kênh để chúng ta nhận được thêm nhiều cái video hơn nữa về các cái mẫu nắp thùng mới nhất trên thị trường. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.